Các hạ, đã điều tra rõ ràng rồi. Người này là Dinh Soái, là tên chăn ngựa trong Mã Hội. Lâm Thế An là anh ta giết. Nhưng không hiểu vì sao Quan Bỉnh Nghĩa lại nói là Lâm Thế An tự sát. Trong quá trình vật lộn, Dinh Soái đột nhiên xuất hiện, ngộ sát Lâm Thế An. Quan Bỉnh Nghĩa là một người rất để ý thể diện. Lần này ông ta chịu để lộ chuyện xấu, lẽ nào là vì tên nuôi ngựa này hay sao? Có thể là thế. Vậy một bên cậu ta giết con rể Quan Bỉnh Nghĩa, bên kia lại giúp Quan Bỉnh Nghĩa. Tại sao chứ? Có thể là người này đầu óc có vấn đề. Nếu như để cậu ta sống qua tối hôm nay thì đầu óc của anh có bệnh. Nhưng chẳng qua các hạ, Quan Bỉnh Nghĩa cũng không có cách gì. Chúng ta có cần sợ một tên chăn ngựa nho nhỏ hay không? Quan Bỉnh Nghĩa không đến đây là vì cảm thấy tên viên soái này có thể mang đến hy vọng cho ông ta. Nhất định phải diệt trừ. Dân. William thám trưởng, đây là phòng của người thương hội ở. Tìm kỹ. Dân. Nhờ cả vào anh đấy, William tiên sinh, Quan tiên sinh, ông đem tất cả tiền đặt cược đặt vào tên chăn ngựa nho nhỏ đó. Nguy hiểm quá lớn. Hết cách rồi. Do tên Ishihara đó ép. Nếu như tối qua không tra ra được, ông có thể mất đi. Còn tốt đàm phán với Ishihara rồi. Thậm chí muốn đi Hồng Kông cũng phiền phức. Tôi hiểu chứ. Nhưng tôi tin vào trực giác của tôi. Cứ làm thế thôi. Quan tiên sinh, huyết áp của ông lại tăng rồi. Chúng ta quay về nghỉ ngơi trước đi. Không, chúng ta ở đây. Tôi phải chờ kết quả. Các hạ, Quan Bỉnh Nghĩa đến rồi sao? Không có. Viên soái kia có còn sống hay không? Vừa mới nhận được tin, người của chúng ta xém chút bị tên nhóc kia đánh tàn phế. Hắn khai rồi sao? Tạm thời thì chưa. Tên chăn ngựa này không phải nuôi ngựa, mà là nuôi con sói. Không thể đợi nữa. Ngày mai lập tức triệu tập họp báo truyền thông báo chí, tuyên bố nhà họ Quan buôn bán tàn trữ thuốc phiện. Sự thật đã được xác lập, bôi xấu danh dự của ông ta, cắt chức chủ tịch của ông ta trước, ép ông ta phải đến đây ngồi. Dân. Mẹ. 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 Nếu như còn không lấy bằng tốt nghiệp, trường học của chúng con sắp nghỉ rồi. Hiệu trưởng cũng về nước rồi. Vòng tay dùng để cứu mạng. Dọn dẹp bàn đi. Chỉ cần Quan tiên sinh không sao, anh con cũng sẽ không sao. Trên báo cũng nói rồi, Quan tiên sinh buôn bán thuốc viện, còn nói không sao. Tự mình xem đi. Con đi đâu đó? Con đi giúp anh con. Các vị, đây chính là số thuốc phiện được lấy ra được từ trong bụng ngựa. Hey!
Quan tiên sinh, Quan tiên sinh, Quan tiên sinh, ông đối với chuyện hôm nay có ý kiến gì không? Quan tiên sinh, cậu cũng là nhà báo rồi sao? Tội danh với con rể ông mà anh tôi đang gánh, đừng nói là làm báo. Bây giờ không ai muốn đến bến tàu của ông Khuôn Giác nữa. Không phải tôi đã làm rõ chuyện này không liên quan đến anh cậu rồi sao? Bây giờ không phải liên quan rồi sao? Đã bị người Nhật bắt đi rồi. Vậy hôm nay cậu có mục đích gì? Giúp anh tôi. Được, vậy cậu mau chóng đi đi. Chỉ có như thế mới giúp được anh cậu. Bây giờ tôi không còn là thực tập sinh trong mã hội nữa. Quan tiên sinh, ông có ý kiến gì về chuyện này không? Mời mọi người ngồi. Bây giờ bắt đầu đặt câu hỏi. Mời vị nhà báo này. Quan tiên sinh, thương hội Quan thị buôn lậu thuốc phiện có bằng chứng xác thực. Ông nghĩ ông có thích hợp làm chức chủ tịch này nữa không? Quan tiên sinh, cái chết của con rể ông có liên quan đến thuốc phiện hay không? Quan tiên sinh, ông cho ý kiến đi. Phải đó Quan tiên sinh, ông hãy giải thích với chúng tôi một chút đi. Các vị nhà báo đây đều thích suy luận có tội hay sao? Nhưng mọi người có từng nghĩ, làm ăn đương nhiên phải nghĩ tới lợi nhuận. Một con ngựa đua nhập khẩu còn lớn hơn giá trị số thuốc phiện này tới 10 lần. Một khi có gói thuốc phiện nào bị dở trong bụng ngựa, vậy con ngựa đó chết chắc rồi. Tôi nghĩ nhà họ Quan không phải tới số tiền này cũng không biết tính chứ. Cho nên trong này có bất thường. Chờ chút, anh là nhà báo của báo nào thế? Tôi không phải nhà báo. Vậy là người làm thuê của nhà họ Quan. Đưa anh ta ra ngoài. Tôi không làm thuê cho nhà họ Quan. Tôi không làm thuê cho nhà họ Quan. Những gì tôi nói đều là sự thật. Để tôi nói vài câu. Trong bụng con ngựa mà nhà họ Quan mua về, phát hiện ra thuốc phiện. Cho dù nói thế nào, chuyện này cũng không tránh khỏi liên quan. Chúng tôi cũng không trốn tránh chuyện này. Nhưng các bạn nhà báo, không biết Kuro Fuji tiên sinh có nói rõ với mọi người thuốc phiện làm sao bỏ vào trong bụng ngựa hay không? Là ngựa tự ăn hay sao? Ngựa ăn cỏ, ngựa sẽ không nuốt cái thứ này. Vậy thì do ai bỏ vào trong? Các bạn nhà báo, đây mới chính là mấu chốt để các bạn kiếm được tiền nhuận bút cho trang nhất ngày mai. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người biết đáp án. Con ngựa bị người ta chích thuốc tê. Sau khi gây tê mới đưa thuốc phiện từ miệng nó vào. Là thế sao? Mọi người nhìn xem, đây là chứng cứ còn sót lại mà phòng tuần bổ tra thấy ở trên tàu. Chính là căn phòng này phát hiện ra kim thuốc tê còn sót lại. Tất cả chuyện này đều chỉ tới một người, chính là người này. Người này là Tào Bình, là một nhân viên tầm thường trong mã hội. Dựa vào lương của anh ta, cả đời này cũng không mua được số thuốc phiện đó. Vậy thì thuốc phiện này từ đâu mà có? Là ai đưa cho anh ta? Tôi cũng không biết. Tôi dám khẳng định không phải con gái tôi. Kết quả còn phải chờ phòng tuần bổ điều tra rõ ràng rồi nói sau. Cho nên tôi nhắc nhở các bạn phóng viên, đừng biến bản thân trở thành nhà báo lá cải. Người của ông cũng uy phong thật. Chuyện nhỏ. Sao ông không đưa cho nhà báo hai tấm ảnh này? Tôi không giống ông. Ông làm gì cũng làm dứt khoát. Nguyên tắc làm người của người Trung Quốc. Ông tôn trọng tôi thì tôi cũng tôn trọng ông. Rất tốt. Nếu như ông có thể ký tên lên trên này, từ bỏ chuyện khởi tố con gái tôi buôn thuốc phiện, tôi đảm bảo hai tấm ảnh này sẽ không bao giờ xuất hiện. Tôi cũng đem cả phim tới rồi. Rất tốt.
Tôi biết ông là người thô lỗ. Làm sao mà nghĩ tới chuyện thuốc gây tê và chuyện giải thuốc gây tê được vậy? Ông nói không sai. Thật sự là tôi không nghĩ đến. Nhưng có người nghĩ đến. Là tên chăn ngựa kia sao? Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Là ông trời. Tạm biệt, chờ đã. Quan tiên sinh, tôi muốn nhắc nhở ông một câu. Bến Thượng Hải không có thuốc phiện, không được. Nhưng không có Quan Bỉnh Nghĩa ông thì cũng được. Tôi cũng nhắc nhở ông một câu. Quan mổ tôi không quan trọng, nhưng nếu nhằm vào con tôi thì tôi sẽ giống như gà mẹ bảo vệ con mình. Cho dù ông có là chim ưng thì tôi cũng cùng ông liều tới cuối cùng. Viên sói là gà con của ông sao? Nó cũng vậy. Vậy người này chắc là không phải Tào Bình. Ông đưa hắn ta cho tôi. Khốn kiếp. Quan tiên sinh, ông uống thuốc đi. Ông thật sự muốn bảo vệ Tào Bình kia sao? Giao cậu ta cho Ishihara. Tạm thời không nói tới danh tiếng của Quan Bỉnh Nghĩa tôi bị hủy mất, thì cậu ta cũng sống không bằng chết. Nhưng cậu ta bán đứng ông đó, không giữ được mạng thì giữ cái tiếng vậy. Nếu để đại tiểu thư biết thì phiền to. Còn có tên chăn ngựa viên soái kia nữa, chúng ta cũng hứa với cậu ta. Anh muốn để một tên chăn ngựa đi quản hội trưởng như anh sao? Có người chết rồi, có người chết. Chết người rồi. Người đâu? Có người tự sát. Mã trưởng quan, trong này chắc chắn là có chuyện. Tên này không thể nào tự sát được. Còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Hiện trường này chính là hiện trường treo cổ tự sát. Không thể nào. Tên này tôi biết hắn. Hắn làm gì có gan mà đi tự sát chứ? Chờ chút, anh nói anh quen biết người này. Tôi biết, hai chúng tôi còn đánh nhau. Còn đánh nhau. Vậy thì đúng rồi. Nếu như anh ta không phải tự sát, vậy thì anh là kẻ tình nghi lớn nhất. Mã trưởng quan, cái này không thể nói bậy. Tôi nói bậy thế nào? Không, bọn họ có thể. Lẽ nào còn nói sao? Vụ án giấu thuốc phiện trong bụng ngựa đã được phá. Nghi phạm Tào Bình sợ tội tự sát, anh có thể ra tù rồi. Tôi ra tù. Cảm ơn thám trưởng, nhưng anh đừng lo chuyện của người ta nữa. Anh có thể còn sống ra ngoài. Quan tiên sinh đã cố hết sức rồi. Khiêng anh ta đi. Dân, đem thi thể xuống. Chú Kiệt. Viên soái, đại tiểu thư bảo cậu qua đó một chuyến. Chúng ta nói rồi mà, chừa cho Tào Bình một mạng,
Sao các người còn làm vậy chứ? Đừng vướng mắc chuyện này nữa. Cậu có thể ra ngoài nhanh như vậy đều là công lao của đại tiểu thư. Nào, qua đó cảm ơn cô ấy đi. Sao thế? Được thả ra mà còn không vui sao? Tại sao phải giết Tào Bình? Ăn nói bậy bạ gì thế? Tên chăn ngựa đó là chuyện gì nữa? Có lòng tốt cứu anh ra ngoài, một câu cảm ơn cũng không được nghe, lại còn nói như thế, còn giả giờ. Anh ta bỏ thuốc phiện hãm hại cô là anh ta sai, nhưng chúng ta không phải nói rồi sao? Chừa cho anh ta một mạng, tôi giả giờ cái gì? Anh nói lung tung cái gì thế? Một mạng người đối với các người mà nói không đáng tiền thế sao? Chú Kiệt, chuyện gì thế? Tào Bình chết rồi sao? Chúng ta đi. Người trẻ tuổi, nói nguyên tắc là chuyện tốt, nhưng phải phân rõ đối tượng.